Hello everyone, xin chào các quý vị và các bạn. Chúc cho các bạn một ngày mới mạnh khỏe và thành công. Hôm nay 6 tỷ kênh BDS Cẩm Mỹ 1 sẽ chia sẻ với các bạn về huyện Long Thành, xã Phước Thái, Long Phước. Vâng, thì BDS xin giới thiệu với các bạn, trên đường quốc lộ 51 thì nó có 3 tuyến đường lớn để vào sân bay Long Thành. Thứ nhất là đường từ ga Thủ Thiêm, là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, đúng không ạ? Chỗ này là xã Long An. Thì chúng ta rẽ phải đi tiếp thì nó có một con đường tiếp tục. Con đường 25B này là đường vào khu nghiệp Nhân Trạch thì chúng ta không nói. Đây nó có một con đường mới, và tiếp tục là con đường này, đường 25C vào khu công nghiệp Nhân Trạch. Ở đây nó sẽ có 3 tuyến đường cao tốc lớn. Thứ nhất là đường Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây, đi trên mặt đường quốc lộ 51 thì đến xã Phước Thái. Đây, chúng ta sẽ đến xã Phước Thái. Thì đến đây xã Phước Thái thì có một con đường nữa, đó là con đường Bến Lức Long An, đi qua rừng ngập mặn của huyện Nhân Trạch. Và từ Phước Thái đi về Bà Rịa Vũng Tàu thì cảng tổng hợp quốc tế Thị Vải nằm ở dưới đây nha các bạn. Rất sẽ có một con đường vành đai, đường vành đai 4 đi về huyện Cẩm Mỹ nha các bạn nha. Đường vành đai 4 ở đây và đường cao tốc Bến Lức Long An đây, đi qua huyện Nhân Trạch, cảng Phú Hữu, rừng sát. Chúng ta nhìn thấy xanh, màu xanh này là các bạn còn nhớ không ạ? Đây là sông, cảng và đây là rừng. Và cũng giáp đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đây nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ từ xã Long An, chỗ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây, đi về tới xã Phước Thái. Xã Phước Thái là giáp với quốc lộ 51, được nằm hai bên đường của quốc lộ 51, đường đi về từ Sài Gòn mà đi về là Vũng Tàu các bạn nha. Thì ở xã Phước Thái nó gồm có những gì, chúng ta bắt đầu tham khảo vào trung tâm ủy ban xã coi có đâu. Đây, ủy ban xã, công ty Vidan Việt Nam, đây là các bạn. Đây là công ty sản xuất bột ngọt Vidan nha các bạn nhé. Ở xã Phước Thái thì các bạn thấy là con đường thứ ba nãy mình có giới thiệu, nó là con đường vành đai 4. Đây, nó sẽ đi qua huyện Cẩm Mỹ, đi về phía đông sân bay quốc tế Long Thành. Và đây là nếu chúng ta đi từ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành ra Dầu Dây, thì ở đây đó là quốc lộ 51. Và đây là con đường song song với quốc lộ 51 là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ở đây là khu vực xã Long An, đường khai thác đá vào sân bay Long Thành. Thì chúng ta nếu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tới quốc lộ 51 mà rẽ phải về Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu chúng ta rẽ trái thì đi về thành phố Biên Hòa các bạn nhé. Đường cao tốc mà chúng ta rẽ phải thì đến xã Long An. Chỗ này có một cái đèn xanh đèn đỏ, đó là ngã, người xưa ta gọi là ngã ba dầu khí.
có người sẽ gọi là ngã ba Nhân Trạch, nhưng nó chỉ nằm ở trên quốc lộ 51, đó là đường vào khu công nghiệp Nhân Trạch. Về phần đất bên này, ở đây là xã Long An, nhưng phần đất bên này là huyện Nhân Trạch. Khu công nghiệp Nhân Trạch giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ có một tuyến đường mới, đó là cùng với đường sắt đi vào lọt, kết nối với đường 25C đi vào trung tâm giữa sân bay Long Thành. Những con đường này sẽ kết nối từ quốc lộ 51 đi đến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sẽ đi vào thẳng trung tâm giữa sân bay Long Thành, đường sắt đi ra Bắc Nam. Thì ở đây hai bên này là một bên xã Long An và một bên xã Long Phước. Vậy thì con đường này đã đi lọt vào của hai xã đó. Các bạn nghe và nắm rõ không ạ? Chúng ta cố gắng nhìn, mình quay cũng không có kỹ đâu nhé. Thì hãy cố gắng nhìn, mình sẽ hướng dẫn cho chi tiết cụ thể, chỗ nào có đặc điểm thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng nắm rõ. Chúng ta đi tiếp. Từ đường 25C vòng xoay, đây là quy hoạch mới. Đến đây gồm có chùa gì? Chùa Quốc Ân Khái Tường. À, đến đây có một ngôi chùa các bạn nha. Đến tay trái từ Sài Gòn mà đi về thành phố Vũng Tàu thì bên tay trái là có chùa Quốc Ân Khải Tường. Và chúng ta đi tiếp, ở đây nó gồm có những cái gì đặc trưng như thế nào thì BDS Cẩm Mỹ 1 sẽ giới thiệu cho các bạn. Bên tay phải chúng ta là công ty đô thành CKC SKC đường đất, cụm công nghiệp ô tô Đô Thành. Và chúng ta đang đi trên quốc lộ 51. Chúng ta đi tiếp nhé. Đi tiếp xuống đoạn này coi có khám phá những gì. Đến đây là thuộc xã Long Phước, ở ngay cầu vượt cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì chỗ này nó là xã Long An. Hôm nay mình sẽ về xã Phước Thái. Và theo một số anh em cũng nói là ở xã Phước Thái thì anh review chưa có kỹ. Thì hôm nay 6 tỷ BDS Cẩm Mỹ 1 sẽ chia sẻ với các bạn, review lại rõ ràng hơn tại xã Phước Thái và xã Tân Hiệp gồm có những gì đặc biệt nha. Mà ai đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1 thì hãy cho mình một like và hãy comment phía dưới, hãy ủng hộ kênh để luôn luôn mang lại cho các bạn những gì BDS Cẩm Mỹ 1 được biết, chia sẻ cho chúng ta, cùng cho tất cả mọi người để biết quê hương Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục lên đường. Từ ngã ba Nhân Trạch chúng ta đi về thành phố Vũng Tàu thì đi tiếp đến xã Long Phước rồi các bạn ơi. Đến xã Long Phước thì sẽ chuẩn bị về xã nào đây? Về xã bên, nếu đi tiếp thì về là xã Phước Bình bên trong này các bạn ạ. Thôi chúng ta cứ đi quốc lộ 51 đi. Chúng ta đi quốc lộ 51 về xã Phước Thái. Còn xã Phước Thái có cái gì đặc biệt? Chúng ta đi. Coi. À, đến đoạn này các bạn ơi. Đoạn này lại có một quy hoạch tiếp tục, đó là đường sắt cụm khu công nghiệp Long Phước. À, sẽ đi ngang đây các bạn. Vâng, đi về Nhân Trạch và sẽ đến đầu nối. Chỗ này là các bạn biết con đường hồi nãy mình có nói đường gì không? Con đường này là con đường cao tốc Long An Bến Lức Long Thành. À, quốc lộ 51 à các bạn. Vậy thì đường cao tốc sẽ đi qua xã Phước Thái. Chúng ta đi tiếp qua xã Phước Thái. Ở chỗ đoạn này nó có màu gì này? Màu gì quy hoạch đây? À, công ty Vidan. Các bạn còn nhớ công ty Vidan không ạ?
công ty Vidan chuyên sản xuất về bột ngọt. Đó, thì hôm nay chúng ta đã đến vành đai của thành phố Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Đây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì là xã Phước Thái, chỗ công ty Vidan là giáp ranh với thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Bến Lức Long An, đường cao tốc sẽ đến đây là những vị trí ngay đây là xã Phước Thái và sẽ kết nối với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Vâng, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì hôm nay chúng ta sẽ thấy rồi, sẽ đi về thành phố Bà Rịa Vũng Tàu đây. Rồi, sau này mình có cơ hội mình sẽ về Bà Rịa Vũng Tàu, mình sẽ liên hệ một số anh em sẽ cung cấp cho mình cái bản đồ quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu thì mình sẽ review tiếp. Nhưng bây giờ mình là quê hương Đồng Nai, mình sẽ review cho các bạn về quê hương Đồng Nai thôi nha. Giáp ranh Bà Rịa Vũng Tàu là xã Phước Thái. Ở khu này là khu gì đây? Chữ đỏ đỏ. Công an, đồn công an, khu công nghiệp. Ok. Công ty nhựa và hóa chất TBC Vina. Cảng Gò Dầu. À đây, chúng ta hay thường nghe nói cảng Gò Dầu mà nhiều khi chúng ta vẫn cũng không biết nó nằm ở chỗ nào. Vậy thì cảng Gò Dầu nó nằm ngay giáp với Nhơn Trạch và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì chúng ta hãy quay ngược lại về xã Phước Thái. Trên đường về thì ở gần đây có cái gì đặc biệt ta? Chúng ta hãy đến ngay chỗ từ đường cao tốc ngay chỗ Long Thành mà đi về đây thì chưa tới đường Bến Lức Long An, thì đến đây để có cái gì đặc biệt để mình giới thiệu cho các bạn. À đây, Thiền Viện Thường Chiếu. Ồ, đây là các bạn, đây là ngôi chùa này đã có từ lâu đời. Ngôi chùa này rất là nổi tiếng nha các bạn nha, nằm trên mặt đường quốc lộ 51. Nếu đi từ thành phố Bà Rịa Vũng Tàu đi về là đến Phước Thái, nằm bên tay phải. Nếu Sài Gòn đi Bà Rịa Vũng Tàu thì Thiền Viện Thường Chiếu thì lại nằm bên tay trái. Các bạn nghe rõ không ạ? Vâng. Vậy thì kế bên Thiền Viện Thiền Chiếu thì có gì nữa đây? Thiền Viện Linh Chiếu. À, cũng rất là lớn nha các bạn nha. Vậy thì qua Thiền Viện Thường Chiếu thì Ủy ban xã. Rồi, Ủy ban xã. Ủy ban xã Phước Thái. Anh em nào đang ở xã Phước Thái thì hãy cho mình một like nha. Hãy comment phía dưới để cho mình biết những cái chia sẻ. Nếu mà có vướng mắc điều gì thì hãy comment phía dưới và cho một lời bình nhang. Và nhớ comment này rồi này, đăng ký kênh nha, để mình luôn luôn có tinh thần mang lại chia sẻ những quê hương đất Long Thành cho tất cả mọi người chúng ta cùng tham quan. Giáp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là xã Phước Thái. Ở đây là đất chùa đường Trân Tuệ Uyên. Rồi các bạn ai đến đây thì nhớ đây những địa điểm địa danh nhá, để mà còn nhớ hỏi thăm mọi người khu vực từng miền một, từng ấp một nhá. Và bây giờ chúng ta hãy tiến vào giáp ranh với huyện Nhơn Trạch. Thì ở đây xã Phước Thái nó gồm những gì? Đây là khu rừng này, nó là giáp rừng sát của huyện Nhơn Trạch, cảng Cái Mép, cảng Đình Khánh nha các bạn nha. Chỗ nào mà nó có sai sai thì các bạn bỏ qua ra nha. Và chúng ta đang xem là bên giáp với huyện Nhơn Trạch thì đây là quốc lộ 51. Chúng ta đang xem giáp sông, những cảng phà Đình Khánh, cảng Hiệp Phước. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bên phía bên này, bên phía đường giáp sân bay Long Thành, đường cao tốc, coi ở trong đây quy hoạch ra sao. Đó, nghĩa trang Tân Hiệp. Thì xã Tân Hiệp với xã Phước Thái là gần nhau nha các bạn nhá, giáp ranh nhau, giáp ranh nhau.
chúng ta xem coi, để vô nghĩa trang này thì từ quốc lộ 51. À, vậy thì đây, đến đây có giáo xứ Tân Hiệp, đi thẳng vào đây. Ở trong đây là nghĩa trang này là rất là đẹp nha mọi người, rất là đồ sộ, rất là nguy nga. Còn kế bên là công ty CB Ngô Hàn, kho tàng trung chuyển, logistic gì đây. Rồi các bạn nha, ai nhớ chỗ này thì bắt đầu là chúng ta để ý nha, khu vực nhà mình chỗ nào thì lấy những địa điểm đó để biết đất nhà mình thuộc diện đất gì, nằm đất ONT hay đất nông nghiệp hay đất nằm trong diện quy hoạch. Thì chúng ta sẽ kết nối từ đường Bến Lức Long An tại quốc lộ 51 và đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thì đến đây chúng ta sẽ để ý ở khu này gồm có những gì nữa đây. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì các bạn thấy rồi gì vậy? Có trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Quá tuyệt vời. Đây mình đi tiếp. Con đường này là vậy là con đường này để đi vào đường xã Phước Bình nha các bạn nha. Đường nhựa. Vậy thì trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, khu công nghiệp, phần này đã bị quy hoạch khu công nghiệp rồi nha các bạn. Rồi đây là xã Tân Hiệp, khu quy hoạch đất công nghiệp lớn lắm các bạn ơi. Đây rất là lớn. Và chúng ta đi kế bên xã Tân Hiệp thì ở đây khu công nghiệp gì? Cụm khu công nghiệp gì đây? Cụm khu công nghiệp Phước Bình. Vậy thì con đường hồi nãy là đường Bến Lức Long An sẽ nối liền vào đường khu công nghiệp Phước Bình và đi ra Cẩm Mỹ. Đây xã Phước Bình. Vậy chính xác rồi các bạn ạ. Tịnh xã Ngọc Thái. Xã Phước Bình thì cũng là giáp đất Bà Rịa Vũng Tàu. Không còn gì để suy nghĩ nữa các bạn nhé. Mình sẽ review cho các bạn vành đai của tỉnh Đồng Nai gồm những tỉnh gì. Hôm sau, những video sau này mình sẽ review, mình gom lại để nói về tỉnh Đồng Nai chung quanh các tỉnh thành gồm có những đặc biệt gì nha các bạn nha. Và ai đang xem kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn nhé. Nhớ comment cho mình một like để ủng hộ tinh thần. Mình luôn luôn cảm ơn. BDS Cẩm Mỹ 1 xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đang xem. Chúc cho quý khán giả được mạnh khỏe, các bạn được nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề chỗ này cho cụ thể để rõ ràng hơn, để các bạn người ở Sài Gòn về đây là nắm rõ nè, tất cả chúng ta nhé. Thì từ chỗ cầu vượt Long Thành về rẽ phải về Bà Rịa Vũng Tàu thì đến đây là đường 25B. 25B này là đã có sẵn từ lâu rồi nha các bạn nhé. Và có sửa chữa lại đường lớn hơn. Nhưng ở chỗ này nó có một con đường mới nữa là đi thẳng vào luôn huyện Nhân Trạch, nối liền với đường 25B để kết nối vào sân bay Long Thành, sau này để vận hành hàng hóa vào trung tâm vận chuyển. Các bạn nhìn nha, sau này là con đường này sẽ mở đi vào trung tâm sân bay Long Thành nha các bạn nhé. Kẹp song các đường sắt thì các bạn biết rồi, những con đường nhựa, đường cao tốc thì nó hay kẹp theo những con đường sắt vận chuyển hàng hóa vào những địa điểm, những khu công nghiệp, những bến cảng. Và hai bên, một bên là xã Long An, khu vực giáp Long Thành, và một bên xã Long Phước. Vậy thì chúng ta đi vào, thông thường là chúng ta đến đường quốc lộ 51 á, thì đến ngay chỗ ngã ba Dầu Khí, ngã ba Nhân Trạch.
thì chúng ta rẽ trái thì vào đường khai thác đá tại xã Long An. Khu này là khu quy hoạch đất ở này các bạn này, ONT là nhìn rõ không? Anh chị em nào mà muốn đầu tư thì hãy về những cái địa điểm ranh này là nhìn thấy chưa? Để nắm rõ nha. Còn ai mà muốn đầu tư mua bán ký gửi nhà đất thì cứ alo cho cổng BDS Cẩm Mỹ 1 0982687668 để giới thiệu cho các bạn chọn địa điểm để đầu tư, cũng như các doanh nghiệp mua đất để sản xuất. Vâng, chúng ta đi qua xã Long Phước. Đến đây thì trung cấp Phật học, đường đi vào Bầu Cạn này các bạn ạ. Nhà thờ Long Phước, giáo xứ Long Phước đấy các bạn. Chùa Long Quang. Và đối diện là chùa Thiền Viện Thường Chiếu. Thì chúng ta bên tay trái thì chúng ta coi xem nào, nó có những cái quy hoạch đường gì rất là đẹp à các bạn ạ. Các bạn xem này, thấy chưa? Ủy ban xã này, các bạn nhìn không? Có những con đường, à đây là chợ. Chỗ này là có cái chợ đây này. Theo quy hoạch cũ thì bây giờ có những cái đường mới đây này các bạn. Đó, các bạn chịu khó xem nhé. Mình chỉ quay sơ bộ thôi cho các bạn tham khảo, cũng là niềm vui để chia sẻ cho các bạn cùng tham quan về xã Phước Thái, quốc lộ 51, chỗ giao nhau đường Bến Lức Long An, cả đường cao tốc. Chúng ta đi từ chùa Thiền Chiếu đi ngược về Long Thành, xã Long An, Long Phước theo quốc lộ 51. Ở đây coi có cái đặc biệt gì nào. Ồ, đây là các bạn, rất là nhiều người nói về trường giáo dục nghề này, Linama. Vậy là trường giáo dục Linama đây rồi các bạn ơi, trên quốc lộ 51. Đây, kế đó thì là nhà dòng Đa Minh. Vào trong đây thì là gì? Biểu Hoa Ni Viện, Tịnh Thất Bảo Tàng. Vâng, vậy thì BDS Cẩm Mỹ 1 xin cảm ơn các bạn cũng đã tham quan và xem video của mình. Thì mình cũng xin chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Và bây giờ chúng ta tổng sơ lược lại về xã Phước Thái. Đây là khu vực xã Phước Thái, gồm có những quy hoạch mới như vừa rồi là BDS đã chia sẻ. Vidan, xã Phước Thái đây nha các bạn nha. Đó. Và những quy hoạch lân cận thì các bạn cũng đã xem rồi. Và trong chương trình, trong lúc hướng dẫn cho các bạn xem có vấn đề gì mà sai sót, mà thiếu những địa điểm, cũng như là có thể là sai trong một số từ ngữ, thì các bạn hãy comment phía dưới để cho mình luôn luôn thay đổi nha các bạn nhé. Và chúc cho các bạn một ngày mới bình an. Xin chân thành cảm ơn. Xin CHOTTCMINGN TH and HPH SNB Xin CDNBT and GS and Long TH and H City Hotline 098-687-668 GP and 6TCT NUTBT NES and TI Long TNANG 9 Lian H Zalo 098-687-668 BitDan 6T